Thế giới này vốn không có thời gian. Thời gian chỉ là một đơn vị do con người tạo nên, là một trật tự mà thế giới này bị ép phải có. Người ta sáng tạo ra đủ mọi loại dụng cụ tính giờ tinh xảo, giống như một nhà tù giam hãm từng người trong thời gian, khiến mỗi người đều phải theo đuổi nó, chạy đua với nó. 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi là gì nào? Đó chỉ là một khái niệm ảo. Nếu cuộc chạy thoát khỏi trật tự đó, đứng ngoài thời gian nhìn chúng, cô nói xem chúng là gì? Cô phải biết là thời gian không phải là trở ngại. Tuổi tác cũng không thể khống chế con người. Có một số việc đang thay đổi, nhưng cô cũng đang thay đổi. Giống như năm nào đó, tôi bỗng cảm thấy áo sơ mi hoa tôi không muốn mặc nữa. Không liên quan đến tuổi tác, chỉ là vì bản thân không còn thích. Chúng ta làm việc không cần phải sợ hoặc không sợ, chỉ cần tùy theo lòng mình, dựa vào trực giác mà làm là được. Những người sợ biến động sẽ không phát hiện ra lối rẽ của con đường có thể đang giấu một bất ngờ thú vị nào đó.